Phải lòng một chiếc váy, Hương Giang và thí sinh chuyển giới có màn đụng hàng rung động làng mốt. Cả hai mỹ nhân chuyển giới đều phải lòng chiếc váy có cấu trúc bình họa phức tạp nhưng đầy sang chảnh. Lương Mỹ Kỳ còn được biết đến là Thánh Nô Tô, hiện là một trong những cô nàng chuyển giới được quan tâm theo dõi nhiều nhất mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, trong cuộc thi đại sứ hoàn mỹ Miss International Queen Việt Nam 2020 do Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang mang về bản quyền đăng cai tổ chức, Mỹ Kỳ cũng ghi danh và rất được ủng hộ. Tuy cuộc thi chỉ đang đi đến những vòng tập đầu tiên, nhưng hàng loạt màn đụng độ thời trang vô cùng gay cấn đã diễn ra. Trong đó nổi bật nhất chính là màn chạm trán của thí sinh Lương Mỹ Kỳ đội Hoàng Thùy và host Hương Giang. Được biết cả hai cùng diện chiếc váy có thiết kế cấu trúc bình hoa từ nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Mỗi người chọn mỗi màu sắc khác nhau với cùng một kiểu váy và đều rất tỏa sáng. Sự mới mẻ tươi trẻ của Thánh Nô Tô tỏ ra không hề kém cạnh với sự sắc sảo của nữ hoàng chuyển giới. Lương Mỹ Kỳ diện váy trắng khoe bờ vai quyến rũ và vòng eo thon gọn. Cô nàng diện chiếc váy bình hoa này phối tông trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc buộc một nửa buông xõa tự nhiên. Ngược lại cùng thiết kế nhưng Hương Giang lại chọn sắc đen quyền lực và tô son môi màu đỏ làm búi tóc, tất cả đều giúp nàng hậu tỏa khí chất của một nữ hoàng. Trước cuộc thi, Hương Giang và Lương Mỹ Kỳ cũng không ít lần rơi vào tình huống mặc chung một kiểu váy và khó có thể nói là ai mặc đẹp hơn ai. Theo dõi Lương Mỹ Kỳ, hẳn ai nấy đều biết gương mặt quen thuộc trong cộng đồng LGBT, cũng là người đẹp có tần suất đụng hàng với các mỹ nhân showbiz thường xuyên. Trong đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020 tại Thái Lan, Thánh Nô Tô đến ủng hộ đại diện Việt Nam Hoài Sa và người đẹp gốc Việt Thụy Điển Vicky Trần. Ở cô diện chiếc váy ren đỏ với chi tiết khuyết ngực gợi cảm, cầu vai nhọn phòng quyền lực. Cô cũng có màn đọ sắc bất phân thắng bại với Hoa hậu Hương Giang. Sự đối lập trong màu sắc trang phục làm dân tình không khỏi suýt xoa. Trùng hợp thay, chiếc váy đỏ này cũng từng được Hoa hậu Hương Giang diện trước đó. Trong khi Mỹ Kỳ chọn buộc tóc đuôi ngựa vuốt cao, Hương Giang lại nhẹ nhàng và đằm thắm hơn với tóc búi thấp và buông dài, sợi mái, hững hờ để làm nổi bật thần thái vô cùng sắc sảo. Chiếc váy màu trắng bồng bềnh với những lớp van mỏng xếp chồng lên nhau mang lại vẻ đẹp kiều diễm cho Lương Mỹ Kỳ. Tương tự trên ghế huấn luyện viên The Voice Kids, Hương Giang cũng từng diện chiếc váy có thiết kế tương đồng. Ngoài ra khi đi diễn, Hoa hậu chuyển giới cũng từng chọn những chiếc váy có tông màu đen và xanh với cùng thiết kế. Có vẻ như hai người đẹp đều mê mẩn những chiếc váy như công chúa thế này. Thời trang của Hương Giang luôn được người hâm mộ yêu thích. Chiếc váy dáng xòe với phần cổ trễ giúp tôn lên phần xương quai xanh, giúp Hương Giang tỏa sáng trên truyền hình. Nay cũng được Lương Mỹ Kỳ lựa chọn để diện lại. Và lần này cả hai người đều buộc kiểu tóc uốn buộc thấp phía sau khá đồng điệu và nữ tính. Trên cùng một dáng váy và chất liệu, Hương Giang và Lương Mỹ Kỳ có những biến tấu để trở nên ấn tượng và đậm đà bản sắc của mình hơn. Có vẻ như sự đụng độ về thời trang này không phải là cố ý, mà chỉ là ngẫu nhiên bởi phong cách thường thấy của cả Hương Giang và thí sinh chuyển giới đều có những nét hết sức tương đồng, cả về màu sắc lẫn kiểu dáng. Tuy nhiên công bằng mà nói, Mỹ Kỳ sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới có thể tạo dựng được một thương hiệu thời trang riêng và trở thành biểu tượng thời trang giới trẻ như Hương Giang. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!